em bất tỉnh cho nhà thương thử á, bác sĩ nói rất là nhẹ, chú ơi chú bị dương tính rồi nha. Thì chị biết không, cái đó nó là coi như cả cái bầu trời nó sập xuống luôn, sập xuống luôn á, là mình thấy là thôi thôi thua là trắng rồi. Bao nhiêu công sức mình giữ, hôm nay mình tập thể dục, mình ăn nhiều, mình cố gắng gì đó, bây giờ nó bị dương tính là mình sụp đổ liền. Cái ngày đầu tiên là em quen được cái không khí trong phòng, nhận một cú sốc đầu tiên là cái anh bạn đối diện cái giường của em, anh nghe điện thoại ai đó, anh la lên, trời ơi, giờ tôi chết rồi, bây giờ phải cho tôi xuất viện, tôi về. Anh la lên trong một cái thái độ hoảng loạn luôn, anh mất bình tĩnh rồi, tại vì anh nằm bệnh viện này, mà giờ anh nằm bệnh viện ở quận 8, mà giờ anh mất. Bây giờ anh muốn về, ảnh cũng biết chắc là anh về không được, thành ra anh chỉ la lên cho thỏa cảm xúc anh thôi. Thì điều dưỡng vô nói, chú ơi chú, bây giờ chú phải lo cho chú. Chú không có về được đâu, chú phải lo cho chú, còn ở nhà chắc sẽ có người lo, chú yên tâm. Nhưng mà cỡ điều dưỡng nói là không suy nghĩ với ảnh, ảnh lại càng la lớn nữa, tại vì cái tin mà vợ mất nó kinh hồn lắm. Chị muốn hỏi là vì sao mình biết mình dương tính và mình đã bị lây nhiễm như thế nào? Thưa chị Ánh, em là cái người đi rất nhiều ngoài xã hội. Em lúc đó là em nhận tiền của Mạnh Thường Quân á, mỗi người 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu là em đi phát cho những người nghèo. Bạn bè em á, ai cũng nói đi như vậy là rất là nguy hiểm, nhưng mà em dám đi. Và khi mà em đi hết cái đợt đó khoảng chừng 15 ngày thì em đã phát hết tiền rồi, thì em yên tâm rồi. Mà lúc đó đỉnh dịch đang lên rồi đó. Lúc đó là ở ngoài Bình Điền có những cái hàng rào, người ta nói là khu vực Covid, là mình thấy cái đó mình nổi da gà, mình sợ rồi đó. Đó là bên đó mình rút quân về nhà. Nhưng mà đùng một cái ở ngoài sớm có một bạn nữ đi chơi, đi uống cà phê với một bạn nam gì đó, thì 3 ngày sau là bạn nam nó thông báo là em ơi anh bị dương tính rồi. Thì trong cái xóm em, xóm nhỏ, xóm em gọi là xóm nghèo, là nguyên một xóm là coi như là đợt đầu thử là em nhớ là 17 người, 3 ngày sau thử tới 22 người, coi như là gần 40-50 người rồi. Thì coi như toàn xóm phải đi hết. Thì trong đó là em thử 2 lần âm tính, lần đó em với thằng con em ở nhà. Nhưng mà tới lần thứ 3 thì con em chỉ còn mấy người lắc đác ở trong xóm á, lại phải đi hết. Mấy chục hộ còn có mình em à, em ở trong nhà đó mà ban đêm về đến 7 tháng 2 vậy đó. Cái F0 của em á, để mà phát hiện á là cả một hành trình. Tại vì em qua 3 lần âm tính, tới ngày thứ 22 em bị đuối sức, gục ngã và xỉu luôn, thì đi vô cấp cứu. Thì lúc đó người ta test nhanh mới biết chính xác rằng là em chính thức bị dương tính. 22 ngày đó em không có triệu chứng nhiều, em không có ho, không có sốt, chỉ có cái là em lười ăn thôi. Đến khi mà con lớn em nó đi thì em bất tỉnh, em mới đi vô bệnh viện Nguyễn Trãi. Thì lúc đó mới chính thức biết là mình dương tính. Mới đầu mình tưởng là mình là người khỏe, mình là dân thể thao, âm tính tức là mình khỏe, nhưng mà không phải, con nó trốn á, test nó ra. Nhưng mà khi đến hồi mà tìm ra được á, là lúc đó là mình đã mệt mỏi rồi đó, mình đã suy sụp hết toàn bộ về dinh dưỡng, về tinh thần. Thì lúc đó là mình mới hưởng được cái mùi của Covid, nó rất là tàn ác, đủ thứ triệu chứng hết. Thì khi mà chính thức là F0 rồi đó, thì lúc đó mình bị hụt oxy, ho kinh khủng luôn. Trong 2 đêm ho, khó thở, thì cái khó thở để làm cho mình là không ngủ được, đứng không được, ngồi không được, nằm không được, mà đi vòng vòng thì không đủ sức, kiệt sức lên. Mà nếu như mà lúc đó mà không chuyển viện kịp á, là mình vẫn có thể là mình tử vong á. Bởi vì cái bệnh này khi mà nó vô cái phổi rồi đó, phải có oxy, phải có một đội ngũ bác sĩ giỏi. Cũng may mắn là lúc đó bên bệnh viện Chợ Rẫy còn chỗ trống. Cái đợt của em bị là cái đợt còn không còn bị nhiều như giờ. Lúc đó ngày có 100-200 ca, thành ra lúc đó là bệnh viện còn trống. Thì cái may mắn của em là còn chỗ đó. Thì bước vô đó rồi đó, mình thấy một cái dàn máy móc hiện đại của bệnh viện Chợ Rẫy đó, mình thấy một đội ngũ bác sĩ mà tận tình trong bữa áo đó, là mình biết là mình sẽ còn sống. Khi mà em nhận được cái kết quả em bị dương tính đó, trời ơi, cảm giác của em lúc đó sao? Nó rất là bất ngờ và nhẹ nhàng. Em là 3 lần âm tính, thành ra em luôn luôn em tự tin. Em tự tin vào sức khỏe của em. Cả sớm, cả nhà đều bị. Nhưng mà khi mà em bất tỉnh cho nhà thương thử á, bác sĩ nói rất là nhẹ, chú ơi, chú bị dương tính rồi nha. Thì chị biết không, cái đó nó là coi như cả cái bầu trời nó sụp xuống luôn. Sụp xuống luôn á, là mình thấy là thôi thôi thua là trắng rồi. Bao nhiêu công sức mình giữ, hôm nay mình tập thể dục, mình ăn nhiều, mình cố gắng gì đó, bây giờ nó bị dương tính là mình sụp đổ liền. Cảm giác là coi như là mình muốn buông hết luôn, không muốn nói chuyện với ai, không muốn làm gì, mình muốn giống như tự kỷ chính mình thôi. Mà sau này thời gian khi mà em hết bệnh em về nhà đó, em nhận được những cái lời mà cầu cứu của khoảng chừng 20-30 người bạn của em. Những người đó cũng bản lĩnh lắm, cũng dữ dội lắm, bình thường cũng giỏi lắm, nhưng mà người nào bị F0 một cái là Long ơi tôi bị F0 rồi, Long ơi tôi bị dương tính rồi, giờ tôi phải làm sao. Thì hầu như là Long để ý tâm trạng người nào mà dưới chữ F0 á đều suy sụp hết, hoang mang và không còn sáng suốt để mà biết mình làm gì nữa. Họ gối luôn, họ không biết làm sao. Và đặc biệt là khi họ bị đó không sao, nhưng bây giờ vợ họ bị, con họ bị, có một cái gia đình 8 người bị, thì coi như là bản lĩnh bao nhiêu là sụp hết. Chị nghe tin chị sẽ động viên là thôi Long gắng lên nha, Long cố gắng lên nha, Long phải giỏi lên nha.
Đó là lời khuyên của chị thôi, nhưng mà không ăn nhầm gì hết. Covid nó hành hạ em và em cảm giác nó như thế nào trong cái người của em, trong cái cơ thể của em? Có hai dạng Covid, một dạng mà bị nhẹ đó, theo lời bác sĩ nói thống kê luôn là 85% là tự hết. Những ai mà bị Covid nhẹ được phát hiện sớm, được chăm sóc tốt thì người ta sẽ chỉ cảm sốt ho dài, nếu tới ngày thứ 8 là tự hết rồi, uống thuốc đầy đủ, ăn uống đầy. Còn những người nào mà bị bệnh nền, bị lớn tuổi thì sẽ là mồi thơm cho Covid. Khi mà virus mà phát hiện trễ cộng với bệnh nền nó diễn biến rất là phức tạp. Bác sĩ mà chữa đó, bác sĩ người ta chữa hết mình luôn, dùng mọi phương pháp, mọi sơ đồ luôn, nhưng mà người ta cũng không biết được kết quả là như thế nào. Tới cái giai đoạn mà virus nó tấn công vô phổi rồi đó là sẽ không thở được. Sau này mình mới biết được nó gọi là hụt oxy. Tất cả các bác sĩ ai cũng có cái cục đo oxy hết. Nhìn thấy bệnh nhân nào mê man hay là có triệu chứng gì họ đo liền, chỉ số hiện nó lên. Dần 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 mình sẽ quen luôn cái chỉ số oxy, tức là phải trên 94 mới là người bình thường. Còn tụt ở dưới là có nguy cơ. Còn ai xuống mà 80-70 là có dấu hiệu là chết như trời. Rồi xong rồi máy thở. Máy thở thì cũng có nhiều cấp bậc. Máy thở lớn, máy thở nhỏ, máy thở vừa vừa. Mà ai mà vô tới cái thở mà kiểu mà ECMO á, cái đó là loại là nặng nhất rồi đó. Cái máy đó được thay thế cho gần như toàn bộ là tim gan phèo phổi. Cái ông người anh mà đợt đầu tiên của Covid mình là được cứu sống là cũng phải là nhờ máy ECMO. Ai mà lọt vô cái máy đó rồi là nặng nề ghê lắm. Còn ai mà nhập viện mà tới thời kỳ thở oxy bằng 2 cộng dây nhỏ xíu là sắp hồi phục rồi đó. Rồi ai mà cai oxy là coi như là khỏe về. Cai được khoảng chừng 3-5 ngày tùy theo thể trạng, lúc đó sẽ được về. Khi mà em được đưa vào phòng cấp cứu á, lúc đó em có cảm nhận được không? Hay là em bị mê man rồi? Khi em vào bệnh viện Chợ Rẫy á, cái thể trạng em coi như là suy kiệt rồi. Khi mà dời cái giường á là em chỉ đủ sức ngồi bẹp dưới đất luôn, chứ không đủ sức đứng để mà chờ người ta dời cái giường nữa. Tính nổi mà điều dưỡng nó la lên á, chú ơi chú đứng chú chờ chứ chú đừng có ngồi vậy kỳ quá. Nó cho tôi thở đi chứ bây giờ tôi đúng lắm rồi đó. Thì bác sĩ làm lẹ hơn, điều dưỡng làm cái giường nhánh lên để đưa mình lên giường. Thì lần đầu tiên mà Long đặt lên giường đó, Long thấy nó mát, nó mịn mà nó yên. Không biết tại sao bữa đó lạnh đến cái độ mà Long nói bác sĩ ơi cái em lạnh quá. Bác sĩ nói trời ơi, tụi tôi bận nguyên cái đồ này nặng nguyên một ngày nữa gần chết luôn, mà ông thì ông lại than lạnh. Rồi bây giờ giày nè, cho cái mền đắp vô. Thì họ cho mình thêm một cái gai giường á, họ đắp lên thì đỡ lạnh. Khoảng 8 bác sĩ nhộn nhịp ở trong phòng. Tại trong phòng đó là nhiều bệnh nhân lắm, tới 5-6 bệnh nhân, mà bên kia là nguyên một cái dãy đó là mấy chục giường á. Cái phòng của Long mình như là cái phòng chính, phòng cấp cứu chính, máy móc bự, máy tim, máy thở, nghĩa là mình nhìn thấy hiện đại lắm. Và bác sĩ 7-8 người mà bận đồ trắng tinh chùm từ trên xuống dưới, họ di chuyển, họ làm cấp cứu hết người này, chăm sóc hết người khác á, là mình biết cái cảm giác của mình. Em là một kiện tướng nhào lộn nha, thể dục nha, mà bây giờ em đi có 7 bước mà em xỉu rồi đó, là chỉ biết mà cái người bệnh Covid mà hụt oxy á, họ trầm trọng lắm, đa số là phải nằm ở trên giường tự ăn tự tiêu hóa đó luôn, chứ không có đi nổi đâu. Trong thời gian bệnh Covid ấy là sẽ bị chuyển biến nè. Thứ nhất là phổi nó bị trắng hết luôn, máu nó đông luôn, chích thuốc là phải chích ban đêm để cho máu nó chảy ra, nó tan, nó lưu thông á chị, không có chết. Cái lúc mà em vô trong bệnh viện rồi thì vợ và con của em thì mỗi người ở một bệnh viện khác nhau hả? Rồi liên lạc với em như thế nào, rồi tìm hiểu thông tin như thế nào? Nhà em 4 người rồi đi 3 nơi, vợ gần nhỏ thì lên Củ Chi, thằng con kia thì vô bệnh viện An Bình, còn em thì lọt vào Chợ Rẫy. 4 người mà 3 nơi như vậy là phải liên lạc thường xuyên. Cái may mắn của thời nay là chúng ta là có Zalo, có Viber, có Facebook. Trừ những cái giờ mà gọi là không thở được á, thì liên lạc nó gắn gọn. Anh đang ăn hay là anh đang mệt. Những người khác là người ta càng hỏi thăm mà mình không trả lời đó, người ta càng nôn nóng. Thậm chí người ta giận mình là có, sao có nhắn mà mày không trả lời. Bản thân Long á cũng giận 4-5 người luôn, cứ hỏi hoài là mình càng trả lời thì càng hỏi, thì thành ra là mình giận luôn á. Cái tâm trạng của người Covid đó, họ mệt mỏi lắm. Cả gia đình em như vậy, cả 4 người bị luôn, thì là em bị nặng nhất có đúng không? Đúng rồi, em là người phát hiện sau cùng và là người bị nặng nề nhất. 5 ngày đầu, 7 ngày đầu là vợ con em á là ăn uống cũng bình thường. Cái bệnh nó làm cho mình mất cái vị giác á, ăn không thấy ngon thì chỉ lo vấn đề đó thôi. Nhưng mà vợ con em lúc đó thì lại là không có biến chứng gì hết. Dù trước đó là có ói, có ho, có sốt, nhưng mà lên trên đó sao tự nhiên là nó giống như một người bình thường. Thì anh em nhận được cái thông tin của em á là sao không thấy thằng Long nó trả lời. Gia đình hoang mang, cả gia đình mấy chục người hoang mang đều chờ tin tức của em. Em còn nhớ chị ba em á, chị nhắn tin Sáu ơi, mỗi ngày em cho chị vài thông tin là em ăn được không, em khỏe không, để cả gia đình lo. Trời ơi, mình đọc xong cái mình thấy mình tội lỗi quá, mình thấy mình ích kỷ quá, mình mệt. Covid nó cũng đặc biệt cái chỗ này là không có ai thăm được, không có ai chăm sóc được, tự mình hết, và bác sĩ điều dưỡng là người quyết định hết. Người ta rất dễ cô đơn và cô độc. Bác sĩ mà rảnh nó, bác sĩ còn chăm sóc mình nhiều. Mà chị biết hả, nghe nói một bác sĩ điều trị 1.000 người là chuyện bình thường. Bác sĩ ở cổ của em thấy có 7-8 người thôi mà lo hết nguyên cái giải phòng gần 300-400 con người. Cái tốc độ họ làm việc kinh lắm, dùng từ là kinh khủng đó. Mà họ làm trong cái điều kiện rất là đặc biệt, họ chùm từ trên xuống dưới luôn. Không bao giờ chị thấy bác sĩ ăn, không bao giờ thấy bác sĩ chơi. Bác sĩ không có thời gian nào thư thả đó.
hết bệnh nhân là tới máy móc họ phải chăm sóc lại, họ phải theo dõi từng từng phút từng giây. Trong quá trình em ở trong bệnh viện lâu như vậy á, em chứng kiến những cái cảnh giống như người ta trở nặng, hay là có những cái cảnh người ta đã được xuất viện, cái hình ảnh em nhìn thấy em có thể chia sẻ? Cái ngày đầu tiên là em quen được cái không khí trong phòng, nhận một cú sốc đầu tiên là cái anh bạn đối diện cái giường của em, anh nghe điện thoại ai đó, anh la lên trời ơi giời, tôi chết rồi, bây giờ phải cho tôi xuất viện, tôi về. Anh la lên trong một cái thái độ hoảng loạn luôn á, anh mất bình tĩnh rồi, anh mất bình tĩnh rồi, tại vì anh nằm bệnh viện này mà giờ anh nằm bệnh viện ở quận 8 mà giờ anh mất, bây giờ anh muốn về anh cũng biết chắc là anh về không được, thành ra anh chỉ la lên cho thỏa cảm xúc anh thôi. Thì điều dưỡng vô nói chú ơi chú, bây giờ chú phải lo cho chú, chú không có về được đâu, chú phải lo cho chú, còn ở nhà chắc sẽ có người lo, chú yên tâm. Nhưng mà cỡ điều dưỡng nói là không suy nghĩ với anh, ảnh lại càng la lớn nữa, tại vì cái tin mà vợ mất nó kinh hồn lắm, phải đến bác sĩ người ta hiểu hơn về tâm lý, người ta hình như là có cái quy hơn, người ta nói, người ta phân tích cảnh một rác sao đó, hình như thôi, mình không đoán được, hình như thôi, bác sĩ sẽ chích thuốc ngủ cho anh thì ảnh mới dịu được cái đó, chứ không thôi là cái cảm xúc của ảnh nó kinh hồn lắm. Mình nhìn ảnh mình tưởng tượng vợ con mình á, mình không biết thì sao luôn á, mình ảnh quan mang 10 chắc mình cũng bị 7-8. Rồi xong rồi một cái ca nằm kế bên, chị biết không, khi mà ảnh nằm á, ảnh nằm thừ đó, bác sĩ hỏi sao không ăn, cái ảnh nói là ăn không được, bác sĩ nói là giờ ăn không được thì hấp, có người đắp. Ảnh nói thôi kỳ, cái nói nếu mà không hấp nữa đó thì tôi sẽ xây nhuyễn ra rồi tôi bơm vô luôn, bây giờ anh phải ăn, phải cố gắng ăn, chứ không có chuyện mà nó không ăn được, cái Covid này mà không ăn nó là dinh dưỡng nó không có, là con Covid nó đẻ ra nó sinh ra là còn chết lẹ nữa. Đút cho anh đâu được chừng 4-5 muỗng là anh lơ rồi, anh lơ rồi thì chừng tới chiều tối á, chị biết không, hình như là anh thở không được nữa. Và bác sĩ á, người ta nhìn trên cái bảng mà chạy chỉ số đó là người ta biết anh yếu, thì hình như thôi, tại vì Lâm không có chuyên môn, hình như là anh thở hết được rồi, mặt anh tím tái dần lại, chị biết không, một cuộc dùng là một cuộc giải phẫu ngay tại trước mắt em luôn. Lần đầu tiên trong đời em thấy 7 bác sĩ 8 bác sĩ gì đó tu lại ảnh, chị biết có cây dài vậy nè, để vô họng anh nại, anh ra nại cái hàm ra đó để cho anh thở. Cái này là long thấy nha, long thấy long tả theo lý long thôi, nhưng mà trong chuyên môn của bác sĩ thì mình không biết. 7-8 người đó làm, mỗi người làm một việc, phối hợp đồng đều lắm. Vậy là không được, giờ phải chuyển cách khác, chuyển hồi cuối là một ca cấp cứu ngay trước mắt em, mà em thấy mà nước mắt em nó chảy ra, mà em không dám lo. Em là nghề báo, em muốn quay phim chụp hình mà em không dám, tại vì người ta đang nghiêm túc làm một cái ca sinh tử mà em thấy bác sĩ say, nghĩa là họ phối hợp rất là nhịp nhàng, giãn ra hết thì em biết là đã cứu được rồi đó. Là một cái ca nghĩa là rất là đời thường, mà cả một cái ekip mà chị biết không, người ta ăn gơ với nhau á, rồi mình nhìn mình chỉ biết khóc thôi. Khóc là sự cảm phục của một cái đội ngũ rất là chuyên nghiệp và rất là đời thường, không có phải màu hè giống như trong phim là đẹp tuyệt vời lung linh, không có, rất là đời thường. Và họ cứu cái người này giống như là một cái công việc hàng ngày thường xuyên như thế, không bao giờ quên được những hình ảnh đó, Lâm nghĩ là vô giá luôn. Rồi những cái người ở trong cái phòng với Lệ Lâm á, thì có cái anh mà vợ mất á, cái cảm xúc của anh không kìm được á, anh đã la làng như thế là mình đã ám ảnh mình rồi. Còn nếu mà thấy một bệnh nhân mà mất mà đẩy cái giường đi ra đó, đẩy cho một cái âm thầm đi ra, tại vì trong đó nhiều bệnh nhân lắm, nếu mà nói người chết là ám ảnh mình liền, suy sụp tinh thần bệnh nhân liền. Thành ra khi mà người mất á, là bên điều dưỡng họ làm rất là nhẹ nhàng, họ trang điểm giống như trang, họ vét mặt cái hương nơi, cái họ tương tức, họ đẩy ra giống như đẩy bệnh nhân về bệnh vậy. Thành ra là những bệnh nhân ở đó nếu không ai không để ý á, thì sẽ không biết đó là người chết đã ra đi. Mà Long thì Long thấy cái đó, tinh thần sụp liền, sụp đến cái độ mà chị biết không, là 5:30 sáng em điện cho bác sĩ bạn của em á, ông ơi ông có cách nào ông dời bệnh viện cho tôi không, hỏi ủa sao vậy, ông đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy mà ông dời gì, tôi bị ám ảnh quá, tôi thấy nhiều cảnh ghê quá, tôi không còn bình tĩnh nữa, bây giờ 5 ngày nay tôi nằm liệt ở trên giường này, tôi không đi đâu được hết. Cái cảnh tượng bạn xung quanh á nó rất là khủng khiếp, người chết rồi cấp cứu, đặc biệt là cái tiếng máy nó kêu á, tiếng báo động á chị, bệnh nhân nào mà bị nguy hiểm á, máy nó báo động đó, là nó kêu liên tục, nó kêu đến nỗi mà em ám ảnh, em trở thành một đứa con nít, em vồi vĩnh bạn em là chuyển viện cho em. Thì ông mới nói là ông bị khùng rồi, ông đang ở một cái bệnh viện tốt nhất, một cái đội ngũ tốt nhất mà còn đòi đi đâu nữa, bây giờ ông bước ra ngoài là chết liền, chưa nói là người ta không cho ông đi. Chứ mới đầu ông thấy mình khủng hoảng quá, ông chiều rồi để tôi lo cho ông gán đi, thì lúc chiều mình tỉnh táo rồi ông mới điện thoại cho mình, ông chửi cho mình một trận, mày đừng có trẻ con quá, mày đừng cũng nít quá. Nhưng mà thật ra là cái cảnh tượng trước mắt đó, mình bị ám ảnh rồi. 2-3 ngày sau em bình tĩnh lại rồi đó, bệnh tình nó xuống rồi đó, đẩy qua cái phòng bên kia thì nó giống như tập 2 của cuộc đời. Khi mà dời phòng có nghĩa là bệnh đã nhẹ rồi,
đi chỗ khác để cho bệnh nhân khác vô. Nhưng mà mình không biết, mình cứ nói là bác sĩ, mình nói bụng á, nói là trời ơi, đang ngồi đi ngon lành, đang tốt vậy, rời phòng hoài mệt quá, mình nói bụng vậy thôi chứ không dám cãi. Nhưng mà thật ra ai mà được đẩy ra khỏi phòng khác tức là đã nhẹ rồi đó, thì vô đó là đúng như là một thế giới mới. Ở đây là điều dưỡng không có vô thường xuyên, hôm hôm nay nằm đó không có cứu đặc biệt, đó là điều dưỡng bác sĩ một ngày là 7-8 người là bình thường, lúc nào cũng túc trực. Còn qua đây thì khoảng chừng tiếng 2 tiếng mới có người 2 người vô dọn dẹp rồi đưa cơm rồi chích thuốc này kia, thì lúc đó là nó giống như một cái gia đình. 8 bệnh nhân Covid là không ai dám nói chuyện nha, nhưng mà Long thì Long lại khác, chương tính hết rồi, không có gì sợ nữa. Long phải thay đổi, Long tập làm quen, thậm chí là Long giúp đỡ người ta gọi điện thoại cho người nhà giùm, à, có đồ ăn, có cục khô mai này kia cho nè, tôi có cái cam, chia cái cam nè, bây giờ bà cần gì để nước phải không, xách nước cho bà uống, kiểu vậy là mình làm trang quà. Thì lúc đó đó hầu như ai cũng đang bị cô độc mà, có cô nhà giàu vô đó thì cảm thấy cái gì cũng nực, thấy cái gì cũng khó ăn. Cô điện thoại về nhà là cô than phiền không, cô than đến nỗi mà mình nghe trong điện thoại á, nói á, mày đang bị dương tính mày phải chịu, mày đừng có than nữa, cố gắng lúc đó chị mới tủi thân, chị mới hiểu lại là mình đang bệnh, bệnh này là phải nằm một chỗ chứ đừng có bao giờ mà than. Rồi có ông nó vô là máu me, tôi nói bị té xe đó máu tùm lum hết, điều dưỡng phải lo hết, thay ra hai giường chăm sóc cái thương là thành Lâm gọi ổng là hoàng tử, nói chú là giống như hoàng tử, chú là hot boy ở đây. 8 người 8 giường thì 8 hoàn cảnh đều khác nhau hết, chứ không phải ai cũng ai, có anh là Việt Kiều, có cô là tiểu thư, còn có bà già nghĩa là nghèo. Lâm nghĩ là chắc nghèo dữ lắm, không có điện thoại mà gọi về nhà luôn đó, Lâm phải làm cầu nối giùm không. Mà con của cổ cứ nói chú Lâm là chú tốt quá, bây giờ khi nào hết bệnh về gặp chú uống cà phê nha. Ừ được rồi, nhà ngươi có cần liên hệ với mẹ gì cứ vô đây. Thành ra là nó thành một cái không khí gia đình. Cảm xúc khi mà em biết được là em đã được chữa khỏi, những ngày gần xuất viện á, bệnh nhân á là được dời đi nhiều phòng lắm, phòng nặng rồi qua phòng nhẹ, rồi phòng nhẹ nhẹ rồi đi xuống dưới lầu nữa. Những người nào mà có cơ hội mà thoát khỏi cái tầng 2 á, tầng 2 cái bệnh viện Chợ Rẫy á, ai mà được điều lên lầu 3 đó là người đó nhẹ rồi đó. Nói nhẹ chứ cũng phải nghỉ dưỡng ít nhất là 5-7 ngày. Thì cảm giác mà mình nhìn thấy những cái người chung giường với mình họ được về á, trời ơi nôn nao sung sướng lắm. Khi mà bác sĩ mà lại giường người nào mà nói nhỏ nhẹ là bữa nay là bạn đã được điều trị tốt, sức khỏe bạn đã ổn định, thì chiều nay bạn sẽ được làm thủ tục bạn về nha. Là cả phòng la lên giống như là Việt Nam mà ghi vô lưới bàn thắng của đội tuyển Indo vậy đó. Còn riêng Long thì lại cảm giác khác. Long vừa muốn về mà vừa muốn ở lại. Tại vì lúc đó tin tức nó dội về á, lúc đó là Long bắt đầu đọc được tin tức rồi đó. Chứ mấy những ngày bệnh là không dám đọc đâu nha. Thì cái tin tức ở bên ngoài á, một ngày 5.000 ca, mà ngay cả những bạn bè của Long đều nói là Long ơi, mày được nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy á là mày có phước lắm á. Bây giờ ở ngoài xã hội này bây giờ nó hoang vắng luôn rồi, cấm đường 6 giờ tối là người ta giới nghiêm luôn rồi. Mà nếu mà cỡ ra ngoài lại đó mà bị nhiễm trở lại đó nha, là đừng có hòng mà vô lại bệnh viện nữa. Là bởi vì bệnh viện nó đông lắm rồi, bác sĩ quá tải rồi. Nhưng mà tình hình trong bệnh viện á, là chị biết không, bác sĩ á, mong muốn á, mọi người mau mau hết bệnh dùm đi về để còn bệnh nhân khác vô. Bác sĩ mà 3 giờ khuya còn vô nói với Long mà, chú Long ơi, hỏi thiệt chú nha, bây giờ nhà chú có điều kiện không? Có điều kiện là sao bác sĩ? Có điều kiện mua cái máy oxy không? Hỏi chi vậy bác sĩ? Về đó là chú tự thở đi, chú trả cái giường này lại cho người khác, chú nằm lâu lắm rồi đó, bây giờ con thấy chú khỏe rồi, chú về đi. Long là nằm ở trong đó là khoảng 22 ngày mà vẫn 4 lần dương tính. Tới lần thứ 5 mới là một ngày, Long nhớ luôn là ngày 1 tháng 8 á, thì Long mới được chính thức là bác sĩ chạy từ ngoài chạy vô đó. Bác sĩ còn mừng hơn mình luôn, chú Long ơi chú âm tính rồi nha, bây giờ ngày nào vài bữa thử cái nữa âm tính là phải về, bây giờ ngày nào vài bữa thử cái nữa âm tính là phải về.